That's not what. Hello, hôm nay mình sẽ làm lại con Iron Fist này với cái skin là skin Tết năm 2022. Thì con Iron Fist này là một trong những con tướng mà mình thấy là nó phù hợp với cái skin Tết này. Tại vì con Iron Fist này là xuất phát từ cái nguồn gốc của con Iron Fist này xuất phát từ Trung Quốc. Hero á, người anh hùng á thì là xuất phát là một người nước ngoài, một người châu Âu hay là một người Mỹ, nhưng mà cái nguồn gốc của con Iron Fist này là xuất phát từ Trung Quốc. Và đây là thế hệ gần nhất của con đời Iron Fist. Thế hệ bao nhiêu mình quên, hình như 36 rồi vậy. Lâu quá mình không coi lại cái mình quên mất tiêu rồi. Thì con Iron Fist này nếu mà theo cái vấn đề mà skin á, là mình nói thật với các bạn là skin của Iron Fist là rất là đẹp. Rất là đẹp, tại vì nó đúng với lại chất tướng một con rồng luôn. Thì các bạn thấy khi mà Iron Fist bắn cường hóa nó sẽ làm con rồng rất là đẹp, đường nước cũng ra. Và cái khi mà Iron Fist có được cái giáp ảo thì nó vẫn là một con rồng. Và có cái gọi là cái cầu rồng nó bay quanh người, nhìn nó nói chung là đẹp lắm. Nếu mà so sánh với lại Doctor Strange thì nhiều fan hơn. Thực ra Doctor Strange thì nhiều fan hơn. Thì mình thấy Doctor Strange được nhiều các bạn thích hơn. Cái này mình cũng bắt sai rồi, mình nắm bị hụt canh máu cũng sai. Thì nói về cái skin của con Doctor Strange thì được nhiều các bạn ưa thích hơn. Iron Fist này thật ra thì các bạn thích các bạn cũng có những người thích cái lối đánh hoặc là cách chơi của Iron Fist, nhưng mà những cái lần trước thì không có nhiều người chơi như Doctor Strange. Thứ nhất là tại vì cái meta này Doctor Strange nó hot bit. Cái thứ hai nữa là cái lối đánh của Iron Fist nếu như mà các bạn không quen nó sẽ rất là tù. Và chính vì nó rất tù vậy nên thành ra cũng như có nhiều bạn cũng không thích đánh con Iron Fist này. Với lại Iron Fist này thật ra cũng chưa có cái bộ phim nào để mà buff cho Iron Fist lên hết á. Nên thành ra con Iron Fist này vẫn chưa có nếu trong skin nha, nếu trong skin đó thì vẫn không hot bằng Doctor Strange. Nhưng mà bản thân mình nó là một người rất là thích Iron Fist, nên mình rất là thích cái bộ skin này. Mình rất thích bộ skin này hơn của Doctor Strange. Và cái trận này á, mình nói thật, mặc dù mình đánh thì mình thứ nhất là mình test skin, thứ hai là mình cũng review lại cái combo hay là cách lối đánh của Iron Fist. Thì cho Iron Fist trận này là mình nói thật là cái gì như cái pha đầu game các bạn coi á, mấy pha nãy mình cũng bắt á, mà solo mà giết thì thật ra mình rất là lỗi trong chơi skill. Tại sao lỗi? Tại vì con Iron Fist này á, nếu mà đánh chuẩn combo á là các bạn phải đánh thường, mấy bạn vô đánh thường một cái rồi sau đó các bạn đấm chiêu một, bạn lướt lên các bạn đánh chiêu hai, rồi các bạn lướt chiêu hai nữa. Thì khi mà làm đánh được như vậy á, thì cộng chỉ cần hai cái đó chưa kể cái chiêu ulti nha, là các bạn đã được một lần cường hóa của đấm rồng của chiêu một rồi. Nhưng mà mình hồi nãy mình sau đó nha, các bạn hãy dùng của đấm rồng chiêu một rồi sau đó các bạn hãy ulti. Thì khi mà các bạn ulti chúng đối phương xong, các bạn sẽ được cường hóa chiêu một lần thứ hai. Thì cái đó mới là cái combo chuẩn của Iron Fist. Nhưng mà trận này mình đánh cái combo nó không có chuẩn, tại vì mình bị thiếu mất một lần chiêu một của Iron Fist rồi, của đấm rồng ấy. Nên thành ra các bạn đấy nãy là có mấy pha mình dồn sát thương không kịp rồi. Nếu mà đánh chuẩn cũng phải là hai lần của đấm rồng thì bảo đảm các bạn sẽ dồn sát thương kịp. Cái đó cái nhất. Cái thứ hai nữa là con Iron Fist này mới được tăng sức mạnh ở chiêu một, đấm rất là đau. Nếu như các bạn lên đồ đam, gần như là nếu mà các bạn lên full đam muốn đấm thì cực kỳ đau. Với lại cái meta này cũng phù hợp với lại Iron Fist ở một chỗ, đó là Iron Fist có những cái món đồ nó rất phù hợp với Iron Fist, đó như là băng tay âm tầng nè, găng tay âm tầng nè, là đồ cái đồ giáp thép mà cao tốc chạy mình quên mất cái tên. Nhưng mà nếu mà cái meta này, nếu mà các bạn tập Iron Fist sướng á, thì các bạn
lên full dam luôn. Các bạn lên full dam thì đánh lên fit mới là sướng. Còn nếu như mà các bạn đánh một lối đánh an toàn đó, thì các bạn lên 3 dam 2 thủ là ổn nhất. Hoặc là nếu mà các bạn đã, nếu mà trong team mà các bạn muốn đánh mà giống như là mình đánh theo lối là ở vị team thì mình sẽ lên 2 dam 3 thủ, còn nếu không là 3 dam 2 thủ. Tại vì con Iron Fist này nó có nhiều lối build đồ nên thành ra các bạn đánh con Iron Fist này thì top các bạn cũng không có sợ ở cái vấn đề là ví dụ như là thiếu thì các bạn sẽ không có thiếu tăng thì các bạn không lên build tăng. Con Iron Fist này lên build tăng vẫn trâu nha, vẫn trâu cực kỳ luôn ấy. Và đây là con tướng nó nếu mà theo mình theo cảm nhận của mình cũng có nhiều bạn sẽ không thích Iron Fist này lắm tại vì cái tầm đánh của nó hơi ngắn, nhưng mà mình rất là thích đánh con này. Mình thích đánh con này từ cái lúc nó mới ra tại vì cái lối đánh của nó đậm chất võ thuật. Nếu mà nói thật cũng nó đậm chất võ thuật. Con này mình không về nha. Lối tốc biến nè. Đó là cái cách mà các bạn rút ngắn lại cái khoảng cách của Iron Fist với lại đối phương, cho dù nó là AD hay là gì chăng nữa thì các bạn có thể dùng một cái chiêu mà nó biến tấu một chút, đó là các bạn vừa lướt và bấm tốc biến liền luôn thì đối phương sẽ bị áp sát rất là bất ngờ, lúc đó các bạn sẽ dùng combo liền nhanh. Còn Iron Fist này thì nó là nếu mà tính ra thì khi mà các bạn chơi con Iron Fist các bạn cố gắng giấu tầm nhìn rất là kỹ vô. Tại vì nếu mà các bạn không giấu tầm nhìn á thì các bạn sẽ khó mà đánh áp sát được Iron Fist, dùng Iron Fist đánh áp sát lắm. Tại vì con Iron Fist này nó có tầm nó rất là ngắn nên thành ra cái nơi mà Iron Fist con mắt mạnh nhất không phải là ngoài đường, không phải ở các clan mà là ở trong rừng. Rừng là nơi mà Iron Fist combat dễ nhất. Tại vì thứ nhất là cái tầm trong cái khoảng cách ở trong rừng combat nó ngắn. Cái thứ hai nữa là cái khoảng cách hẹp nên thành ra Iron Fist có thể lướt để mà áp sát mục tiêu. Cái thứ ba nữa là trong rừng rất nhiều bụi nên thành ra Iron Fist giấu cái tầm nhìn mà áp sát mục tiêu rất là dễ. Các bạn thấy khi mà các bạn áp sát mục tiêu dễ đó, thì các bạn sẽ đánh con Iron Fist này dễ hơn. Nếu mà nói về tướng áp sát đó, Iron Fist chỉ sợ đúng Executioner, còn lại Iron Fist không sợ con nào nữa. Tại vì cái build đồ của Iron Fist từ đầu đã phải lên cái búa tho rồi, là cái búa giảm hồi máu rồi. Mà top các bạn thấy là đa số là đều lên cái đều là tướng có khả năng hồi máu cao đó. Nên ngoài Iron Fist này khi mà các bạn bằng là đối đầu ở cái lane top rồi các bạn sẽ rất là dễ hack được các đấu sĩ top đi. Lỗi các bạn, đến giờ mình vẫn còn ho. Mình ho từ 30 đến giờ luôn á. Nếu mà các bạn đánh con Iron Fist này mà ví dụ như các bạn lúc nào cũng phải lên đam trước, lên hai cái đồ đam trước rồi sau đó các bạn coi tình hình như thế nào. Các bạn ví dụ các bạn xanh quá các bạn lên thẳng luôn đồ đam tiếp, đồ đam thứ ba luôn. Rồi các bạn nếu các bạn thấy vẫn còn xanh các bạn có thể ép lên đối phương này kia. Các bạn thấy ba này mình trâu không? Đánh Iron Fist đánh rất là nhây nha. Các bạn mà không để ý hồi cái cục giác ảo của Iron Fist nó tăng khủng khiếp lắm á. Đó là cái mà đối phương mà không để ý là dễ bị Iron Fist outlay rồi đó. Và cú đấm rồng của Iron Fist là có thể thương thật. Đó là cái hay của Iron Fist. Như là team mình là end sớm được luôn cái game này rồi. Cảm ơn các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip lần sau. Cái clip này mình chủ yếu là mình review cái skin của Iron Fist thôi nhé. Bye bye, hẹn gặp lại clip lần sau.